tiếp tục diễn biến bộ phim Thế giới hoàn mỹ. Sau khi chia tay tổ phụ Thạch Trung Thiên, Thạch Hạo liền đi tới một khu rừng bên ngoài Nguyên Thiên Bí Cảnh. Trước đó, cậu và Đà Thần Thạch đã ước định gặp nhau tại đây, nhưng sau khi đến nơi thì không thấy tên kia nữa. Đột nhiên có một bóng ảnh lướt qua, đi cùng đó là giọng nói uy hiếp. Núi này do hắn ta mở, cây này do hắn ta trồng. Muốn đi ngang qua đây thì để lại tiền lộ phí. Tên kia phóng ra môi trường dằn mặt, tưởng là kẻ nào to gan như vậy, ai ngờ lại chính là Đà Thần Thạch. Nhìn thấy Thạch Hạo, hắn ta vô cùng vui mừng, xen lẫn là sự xúc động. Hắn đem thời gian khốn khó kể lại, ngày đó từ khi tách ra, Đà Thần Thạch mang theo con chim và con sâu đi vào trong rừng tìm chỗ nghỉ ngơi. Cho tới một ngày, con chim bất ngờ tỉnh táo lại. Điều đầu tiên con chim làm sau khi khôi phục thực lực là tung chiêu tấn công Đà Thần Thạch, khiến cho hắn phải bỏ chạy vào trong rừng, làm đạo tặc thì mới có thể sống sót đến bây giờ. Hắn liên tục kêu gào bản thân thê thảm, yêu cầu Thạch Hạo phải bù đắp. Thạch Hạo lấy ra thiên mệnh thạch, tên kia thấy vậy lập tức trở nên vui sướng, trên miệng liên tục nịnh nọt cậu. Thạch Hạo giữ lại thiên mệnh thạch cũng chẳng để làm gì, cho nên thoải mái đưa nó cho Đà Thần Thạch sử dụng. Không ngờ rằng cục đá này lại dễ dàng dung hợp thiên mệnh thạch. Hắn ta thấy cậu bất ngờ, liền khoác lác thêm, đây chính là hào quang nhân vật chính mà lại. Cái gọi là thiên mệnh chọn chủ thì đối với những sinh linh khác, còn hắn thì không. Tên này còn khoác lác thêm, có thiên mệnh thạch này, hắn chắc chắn sẽ phải tiến hóa hoàn mỹ, trở thành đệ nhất thiên hạ. Ngoài ra Đà Thần Thạch còn nghe ngóng được một tin tức quan trọng. Đó là tội huyết hạ giới đều tập trung ở một nơi gọi là tội châu. Nghĩ rằng chuyện này rất có thể liên quan tới Hòa Linh Nhi. Thời gian vừa rồi lại vướng bận nhiều việc nên không để tâm đến. Bây giờ đang rảnh nên Thạch Hạo lập tức đi tới tội châu xem thử. Nơi cậu đáp xuống là một cái phế tích đổ nát, giống như đã bị phá hủy từ lâu. Cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhìn vào đồ án ký tự khắc trên đá, cậu mới hiểu rằng đây là phế tích cổ của Thạch Quốc. Ở gần đó đang có rất nhiều tội nhân bị lao động khổ sai. Bất kể là già trẻ lớn nhỏ đều phải làm việc nặng nhọc. Một cậu bé vô tình vấp phải cục đá nên ngã lăn ra đất. Tên lính canh thấy vậy liền lớn giọng hồng hách, các đại cổ giáo không chịu đuổi tận giết tuyệt, giữ lại cái mạng hèn của đám người này để trục tội đã là may mắn rồi, vậy mà còn dám lười biếng. Hắn ta vùng roi tấn công cậu bé, Thạch Hạo đột ngột xuất hiện dạy cho tên này một trận, sau đó đưa gã ta xuống địa ngục gặp Diêm Vương. Thấy có người đến quấy phá, một tên khác lập tức xuất hiện định trừng phạt Thạch Hạo. Gã ta cho rằng sư môn của mình đang gánh vác chức trách thay trời quản thúc, đâu cần Thạch Hạo đến chỉ trỏ. Thạch Hạo nghe lời này, liền tức giận, đập cho gã ta về đất mẹ luôn. Hai tên khác lại đi tới vùng kiếm, định băm năm chính thành bột. Ai ngờ cơ thể của cậu còn cứng rắn hơn sắt thép. Vũ khí vừa đánh vào người thì đã bị gãy làm đôi. Thạch Hạo cũng không ngần ngại xuất cho hai tên này, bay lên tận trời cao. Ngay sau đó lại có thêm một vài tên khác xuất hiện để hiến mạng. Chỉ trong thoáng chốc đã tiêu diệt toàn bộ đám lính ở nơi này. Một lão già trong đám người chạy ra ngoài cảm ơn Thạch Hạo đã ra tay tương trợ. Nhưng mà hành động của cậu cũng đã gây ra họa lớn. Những người ở đây sợ rằng cao thủ sẽ đến đây trừng phạt, cho nên hành động vừa rồi chính là hại chết bọn họ. Theo lời lão già cho biết, bọn họ đã bị hành hạ áp bức từ lâu rồi. Nguyên nhân bắt đầu từ thời cổ, Thạch tộc khi đó càng lúc càng thịnh vượng, còn xuất hiện một ít nhân vật đáng gờm. Đang lúc phồn vinh thì tai họa xảy đến, một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Bàn tay này giáng xuống khiến Thạch Quốc bị xóa sổ hoàn toàn. Thạch tộc cũng vì vậy mà sa sút, chịu cảnh nô dịch qua rất nhiều đời. Thạch Hạo lại hỏi về tất cả bao nhiêu tộc đang bị chịu cảnh nô lệ. Lão tài cho biết tổng cộng có đến 30 tộc, trong số đó cũng có hòa tộc. Tuy nhiên, Thạch tộc lại bị coi là tội không thể xá, vĩnh viễn chịu cảnh nô dịch. Thạch Hạo lại thắc mắc là làm thế nào để phân biệt được xuất thân của những người Thạch tộc. Hóa ra là dựa vào một cục đá để dò xét. Người có tội huyết, một khi chạm vào khối đá liền sẽ có phù văn chiếu lên trời. Thạch Hạo định thử thì bị ngăn cản. Bọn họ sợ kinh động đến cao thủ đại giáo xung quanh, đến lúc đó sẽ cực kỳ rách việc. Tuy nhiên, Thạch Hạo vẫn không có ý định từ bỏ. Nhân lúc mọi người đang ngủ say, cậu mới chậm rãi tiến lại gần tảng đá. Tảng đá này cũng bạo phát một luồng hấp dẫn thu hút Thạch Hạo. Vừa mới chạm vào, tảng đá liền bạo phát sức mạnh. Một cột sáng khủng khiếp được chiếu lên trời. Lốc xoáy trên bầu trời cuồn cuộn và ngưng tụ thành chữ. Điều này đại biểu cho việc tội của Thạch Hạo là quá lớn, đủ để ngưng tụ ra phù văn, cả đời đám người ở đây còn chưa từng nhìn thấy. Bọn họ biết tai họa sắp đến rồi nên vội vàng hô hào mọi người rời đi, đồng thời cũng không quên nhắc nhở Thạch Hạo mau chóng đi khỏi nơi này. Bây giờ động tĩnh khủng khiếp như thế này hiện ra ngoài, người giám sát nhất định sẽ đến để trừng phạt. Vừa mới dứt lời thì một con rồng đã đến, yêu nghiệt như Thạch Hạo thề phải bóp chết.
Thạch Hào cảm thấy tên này đến rất đúng lúc. Hôm nay mình đã xuất thủ thì sẽ giúp Thạch Quốc đánh ra hy vọng sống yên ổn, bắt đầu bằng việc chém giết con rồng này. Cậu lao lên tặng cho đối thủ một đấm thẳng mặt. Con rồng phản công quất một đuôi đánh cho Thạch Hào văng xuống dưới. Tưởng tiểu tử này đã xong đời nên hắn ta vô cùng vui sướng. Thạch Hào nhanh chóng lao ra ngoài. Tên kia phóng ra vô số công kích ngăn cản nhưng đều rơi xuống thế yếu. Hắn ta định sử dụng lôi điện để tiêu diệt đối thủ. Đâu biết rằng lôi điện chính là sở trường của cậu. Thạch Hào tiện tay điều khiển sấm sét giật cho con rồng ngu người. Sau đó lao lên tặng một đấm tiễn kẻ địch xuống đất mẹ. Giải quyết xong, Thạch Hào mới lên tiếng trấn an đám người Thạch tộc. Cuối cùng sẽ có một ngày, Thạch tộc sẽ rửa sạch được sự oan khuất, giành lại vinh quang. Đám người bên dưới chứng kiến sự cường hãn của cậu liền vui mừng. Như vậy, Thạch tộc có hy vọng cuột khởi rồi. Ở nơi khác, lão già thủ hộ của thiên nhân tộc tiến hành thôi diễn tương lai, để nhìn xem Thạch Hạo sẽ gây ra sóng gió gì. Kết quả là bị phản vệ, mà những gì nhìn thấy về Thạch Hạo đều vô cùng mờ mịt. Lão lo sợ Thạch Hạo cuột khởi nên muốn nhân cơ hội Tề Đạo Lâm đã tiến vào nhân khu, không có người bảo vệ nữa, cho nên phái người liên lạc với nhiều thế lực đi chém giết tiểu tử này trừ hậu họa. Thạch Hạo đi vào bên trong thành, linh khí nơi này vô cùng thưa thớt, căn bản không thích hợp để người ở lâu. Thành lớn như vậy, cho dù Hòa Linh Nhi có ở đây thì tìm kiếm cũng rất khó khăn. Đúng lúc không biết làm như thế nào thì Đà Thần Thạch lại góp ý kiến. Nói thế nào thì Hòa Linh Nhi cũng là công chúa của Hòa Quốc hạ giới, chỉ cần hỏi người dân xung quanh là được. Thế là Thạch Hạo lập tức đi hỏi thăm khắp nơi, nhưng dò xét cả nửa ngày rồi vẫn không ai biết, chẳng có một chút tin tức nào cả. Thạch Hạo đi tới một nơi đông đúc, rất nhiều tu sĩ đang bàn luận về Hoàng. Dù Hoàng có chiến thắng được thứ thân của Đế Sung thì bọn họ vẫn không đánh giá quá cao. Nếu như chủ thân và thứ thân của Đế Sung dung hợp thì chắc chắn sẽ là vô địch thiên hạ. Một nữ tử đứng ra phản bác, nàng ta đánh giá Hoàng rất cao và tin rằng Đế Sung không có cửa đánh lại. Nữ tử này là kỳ tài trẻ tuổi cường đại nhất Ma Văn tộc, tên là Thiên Sao. Thiên Sao khẳng định rằng Đế Sung chẳng là gì cả, dù hôm nay có nhân kiệt tối cao xuất hiện thì cũng bị Hoàng trả mà thôi. Đáp lại lời khiêu khích này, một tên thiên tài trẻ tuổi là Trường cũng diễn xuất hiện. Chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã khép lại. Video của mình tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các tập tiếp theo nhé!